ai rồi hãy chọn người tiếp theo. Để em lên luôn cho. Hay là em muốn lên? Không, em lên với anh. Rồi lên. Thôi chị, để chị cứ. Em nhắc chị. Hồi đó chị cho em nhắc chị. Bây giờ Diệu Nhi và Hoàng Mèo lắm đó. Ai lên trước? Em quyết định đi, anh nghe em. Em lên sau. Em ra sau đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ anh ông quyền. Bà chị, bà đẹp vậy, không mấy. Mê gái không cho mê, mê gì ông nội. Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta cùng nhanh như chớp với Lê Hoa. Nhanh như chớp có mấy chữ N? 1, 2, 3 1, 2, 3. Chính xác. Trời ơi, trời ơi, nguy hiểm lắm chứ bộ. Thôi cái này dễ để nãy nãy đổi chị được rồi. Nhanh như chớp có mấy chữ H? 1, 2, 3, 4. Hỏi chơi nè. 1, 2, 3, 4. Chính xác. Trời ơi, trời, sao dễ cái này của tôi mà, trời. Một chuyến tàu điện di chuyển về phía bắc với tốc độ 100 m/h. Gió thổi từ đông sang tây với cùng tốc độ, hỏi khói tàu thổi về phía nào? Cái gì? Một chiếc tàu điện đi di chuyển từ phía bắc, tốc độ 100 m/h, gió thổi từ đông sang tây với cùng tốc độ, hỏi khói tàu thổi về phía nào? Khói tàu gì vậy? Một từ. Trời, đọc nhanh quá, từ từ. Đọc nhanh thì có được. Muốn đọc chậm không? Một chuyến tàu điện di chuyển về phía bắc với tốc không độ có khói, không có về chỗ nào hết. Là sao? Tại vì tàu điện. Tại vì này không nghe chứ tàu điện. Thiệt. Bị lướt nhanh quá không. Ai được. Cũng nghe, có mình nó không nghe thôi. Cái gì không cần nấu cũng chảy? Không cần nấu cũng chảy. Bà nước, 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 nước. Là sao? Cũng đúng vậy. Nước á. Nước trong nồi chảy đâu? Nước trong vòi, anh có nói nước trong nồi đâu. Nước. Hả? Nước á. Cái gì không anh đọc thích câu hỏi. Nước trong nồi không nấu cũng chảy không? Trả lời là gì? Không cần nấu cũng chảy. Nước, nước sông, nước biển. Chính xác, thà vậy. Ủa sao tiền? Ủa nước là cái nước gì? Ví dụ như là nước, nước sông, dòng sông nó luôn chảy. Hoặc là nước biển, nước biển có thủy triều. Hoặc là nước đá, nó tan rồi nó chảy. Chứ nước là nước gì? Phải cụ thể chứ. Khi chưa được cài lại thì cúc áo sơ mi nam thường nằm bên trái hay bên phải? Bên phải. Chính xác. Chính xác. Áo thun có túi hai bên thì có bao nhiêu lỗ? 6 lỗ. Không, chính xác. Ê, rồi. Hai túi hay 8 túi cũng chỉ có 4 lỗ thôi. Đúng rồi. Vì mày tao phải đánh tao. Vì sao tao phải đánh tao lẫn mày? Đó là con gì? Vì mày tao phải đánh tao. Vì sao? Vì mày tao phải đánh tao. Vì sao tao phải đánh tao lẫn mày? Con người. Không, chính xác. Con mũi. Đúng. Con gì có 3 cái đầu và 4 cái chân? 3 đầu 4 chân. 3 đầu. Câu này giống như hỏi chị Lê Giang vậy đó. Không biết con đó. Rồi quá. Con rùa. Không, chính xác. Trong bài hát đi học, mẹ đưa em đến trường bằng phương tiện gì? Hôm qua em đến trường dắt đi bộ. Chính xác, hết giờ. Chúng ta sẽ đi lại câu trả lời cho con gì có 3 đầu và 40 chân. Đó là con lân, 1 đầu lân và 2 người. Là 3 đầu 4 chân. Đúng rồi. Như vậy là sau 2 phút thì Quang Mèo mang về được 5 đáp án. Chúng ta cùng gặp lại nghệ sĩ 2 xinh đẹp Diệu Nhi. Cố lên Nhi ơi. Em mới đi đâu về hả Nhi? Đâu có, em ngồi ở trọng chờ. Sẽ được, anh nghĩ sẽ được. Anh được mấy câu? 5. Trời ơi, hay vậy. Nhi ơi, câu hỏi á, mình cứ nghĩ những gì gọi là đơn giản nhất thôi. Ủa chứ đó giờ đầu óc em đâu nghĩ được gì phức tạp hết. Rồi, mời lên ghế. Dạ. Diệu Nhi đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Nhanh Như Chớp có mấy chữ N? Đừng có nhắm mắt cưng. Đúng rồi. Trời ơi. 2 chữ N, 3 chữ N, 2 chữ N, 3 chữ N là câu trả lời cuối cùng của em. Chị hết hồn. Mở mắt ra rồi. Rồi. Đây cũng là dễ luôn nha, dễ luôn nha. Dạ. Tương tự dễ luôn nha. Nhanh như chớp có mấy chữ H? Một,
2, 3 4 chữ H là câu trả lời cuối cùng. Chính xác. Thấy rồi, đếm dậy cầm. Rồi, cái này thì phải nghe câu hỏi kỹ thiệt là kỹ nha. Một chuyến tàu điện di chuyển về phía Bắc với tốc độ 100 m/giờ, gió thổi từ Đông sang Tây với cùng tốc độ, hỏi khói tàu thổi về phía nào? Đọc lại nha. Dạ. Một chuyến tàu điện di chuyển về phía Bắc với tốc độ 100 m/giờ, gió thổi từ Đông sang Tây với cùng tốc độ, hỏi khói tàu thổi về phía nào? Khói tàu bay nhanh như chớp, bay nhanh như chớp. Nó không thổi về phía nào hết trơn á. Tại sao? Tại vì nó là chất thải, nó vừa thải ra là nó hòa vào không khí rồi. Không, chính xác. Tao đi. Tàu điện không có khói em. Tại vì em chưa nhìn thấy cái ống khói của tàu điện cho nên không biết. Câu hỏi tiếp theo, cái gì không cần nấu cũng chảy? Em không có nấu ăn, không biết. Tại nó không cần nấu mà nấu ăn làm gì? Không cần nấu cũng chảy hả? Yeah. Em nghĩ đó là trái tim á. Bởi vì mình thấy người mình yêu, trái tim mình sẽ tan chảy ra mà không cần nấu. Lên, lên, lên. Dạ thấy hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Ở cái câu hiện tại á, là chúng ta đang gọi là đố về một cái hiện tượng gọi là hành động nấu, gọi là động từ. Nhưng mà Diệu Nhi lại đưa sang cái vấn đề nó liên quan tới cái sự yêu đương. Cái chương trình Nhanh Như Chớp này là những cái chương trình đưa ra những cái câu hỏi, đòi hỏi những cái câu trả lời. Nó không phải là, nó là A là đúng. Nhiều khi những người chơi họ có cái sự sáng tạo trong cái câu trả lời. Lên. Em chỉ giam á. Đúng. Lên. Lên. Hợp lý thì chúng tôi là những người cùng nghề mà. Dạ. Cũng phải thương yêu nhau thôi. Ủng hộ chứ. Ủng hộ. Nhưng mà lâu lâu lần thôi nha. Được nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi chưa được cài lại thì cúc áo sơ mi nam thường nằm bên trái hay phải? À, khi mà chưa được cài lại á thì cúc áo của nam nó nằm bên phải. Chính xác. Áo ở chính đang mặc kìa. Hay quá, hay quá. Rồi câu hỏi tiếp theo, áo thun có túi hai bên thì có bao nhiêu lỗ? Áo thun. Mà có túi hai bên thì nó cũng nè, cái này cái lỗ nha, cái này lỗ là nha. Khó lắm nha. Đúng. Tổng cộng là có tới 4 cái lỗ lận. Wow. Hay quá chị ơi. Câu hỏi tiếp theo, vì mày tao phải đánh tao, vì sao tao phải đánh tao lẫn mày? Đó là con gì? Cái gì? Vì mày, tao phải đánh tao. Vì sao tao phải đánh tao lẫn mày? Đó là con gì? Vì mày, tao phải đánh tao. Ừ, em đánh bản thân. Con muỗi. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, con gì có 3 cái đầu và 4 cái chân? Hey. Con gì mà có 3 cái đầu? Giang, kìa Nhi làm gì kìa? Kệ, bình thường thôi, cái suy nghĩ đơn giản thôi em. Con nhìn cái là thấy có 3 cái đầu. 3 đầu. Chị nào lấy ra được con đó? Sao mày lại gắn? Em không thấy con gì có 3 đầu 4 chân hết á. Ok, vậy nói bậy bỏ 3 đi cưng. Không, chính xác. Đáp án là con lân. Con lân đó. Đầu của con lân với 2 người. Ở trong đó là 3 đầu. Thôi, hỏi con tiếp đi nào. Trong bài hát đi học, mẹ đưa em đến trường bằng phương tiện gì? Em lỡ thua rồi thì em nghĩ là bài hát đi học đó em không biết, cho nên em nghĩ mẹ dắt tay bằng phương tiện đi bộ hả? Chính xác. Hết giờ. Vậy là Diệu Nhi đã đúng đáp án liên tiếp